Trước trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Park là Cao In, hậu vệ trái Thiraton đang chơi Nhật Bản. Dù họ vẫn có sự góp mặt của Chanathip Songkrasin trong đội xuất phát, một trong bốn sự thay đổi của đội Thái Lan ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam là ở vị trí thủ môn với sự xuất hiện ngay từ đầu của Cao In. Đến lúc này đội bóng của ông Nishino đã có 5 vị trí bàn ở vòng loại World Cup. Con số này của Việt Nam là 4 người. Một cuộc thư hùng đỉnh cao của Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Hai đội đều dẫn dắt bởi các huấn luyện viên Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng là đỉnh cao của bóng đá châu Á. Ở hiệp 1 đội Việt Nam bảo vệ cầu môn bên Kuala Lumpur của Malaysia. Cú đọ sức giữa hai. Trong trận lượt đi trên đất thần bãi có phần không thật sự thuận lợi. Cơn mưa lớn đã khiến cho mặt sân trơn trượt và ảnh hưởng nhiều đến lối đá kỹ thuật của các cầu thủ. Đang cần điểm. Đội tuyển Việt Nam đã có